Sáng ngày 16 tháng 1, tại bãi rác Cam Ly, phường 5, thành phố Đà Lạt, hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính gồm Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Công thương, Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Viện Kiểm sát Nhân dân, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường, cùng sự chứng kiến của các cơ quan thông tấn báo chí, đã tổ chức tiêu hủy 128 máy trò chơi điện tử bắn cá. Hình thức tiêu hủy là dùng xe có bánh xích cán nát, sau đó dùng xăng đốt tiêu hủy. Được biết, 128 máy chơi game bắn cá bị tịch thu trong năm 2016, khi tỉnh Lâm Đồng phát động đợt ra quân dẹp nạn đánh bạc trá hình qua trò chơi điện tử bắn cá. Đây là đợt tiêu hủy máy chơi game bắn cá với số lượng lớn tại tỉnh Lâm Đồng từ trước đến nay. Theo đó, nhiều năm nay, trên địa bàn xuất hiện tình trạng kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử máy bắn cá với khoảng trên 100 tụ điểm hoạt động. Một số tụ điểm tập trung nhiều đối tượng hình sự, đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp, hoạt động với mục đích cờ bạc trá hình dưới hình thức game, gây ảnh hưởng rất lớn đến gia đình và xã hội, tạo dư luận xấu trong cộng đồng. Tuy nhiên, 100.000 đồng chưa phải là mức thưởng Tết thấp nhất so với cả nước. Theo công bố mới đây của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mức thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu tại một số tỉnh thành như Bến Tre, Thái Bình, Tây Ninh, Hải Dương thấp nhất chỉ 50.000 đồng,